Hello, xin chào tất cả các bác nhá, chào tất cả các anh em. Nhận được sự quan tâm của rất là nhiều người, nhiều bác và cũng như là nhiều anh em săn đón những chiếc quần jean hiệu. Thì sau khi mà đến hai kiện về thì cũng đáp ứng nhu cầu của thứ nhất là em cũng bán loanh quanh xung quanh nhà cho anh em ở quanh nhà người ta mua, thì đa số là dân địa phương ở đây thì họ cũng không có dành về hàng hiệu mấy các bạn, họ quen toàn chơi hàng chợ quen rồi, nên là chuyển sang mua quần jean hiệu thì mấy cái hiệu nổi tiếng, rất nổi tiếng thì họ không có dành, nhưng họ không 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 mua mà toàn mua mấy cái hiệu gì đâu á, nên là đa số là những cái hiệu lớn thì các bác và anh em dành hơn thì toàn là chốt trên của nhà em, và nhà em có thời gian rảnh nhà em tìm được cho những bác thì toàn chốt những cái con hiệu ngon, còn mấy dân địa phương họ toàn chơi hàng chợ, thành thử là vẫn còn rất là nhiều, và theo cái nhu cầu rất cao của các bác cũng như anh em săn tìm những con hàng hiệu mà giá nhà em bán thì rất là hợp lý rồi, xong lại giao lưu bao ship giá rất là hợp lý để cho mọi người và cho các bác làm sao mà không phải mua phải những cái sản phẩm mà tuy đã là hàng second hand như thế, độ mới dù có cao nhưng cỡ mấy thì cũng không phải mua mắc khi mà mua ở những cái nơi khác, thì em giao lưu như vậy em cũng rất là vui. Với cả hôm nay em clip em lên là như đã hứa thì em sẽ lên toàn những cái vòng bụng đầu 8 nhé các bác. Vòng bụng sẽ từ khoảng 80 đến 89 thì sẽ rơi vào những cái vòng bụng như vậy. Và ngay bây giờ thì em sẽ lên bắt đầu lần lượt từng mã. À, trước khi vào thì em cũng nói luôn là mặc dù nhà em đã sử dụng đến cả ba bóng đèn để mà làm cho nó sáng hơn rồi, nhưng mà thực sự là hiệu ứng ánh sáng nó vẫn không thật lắm. Đây ví dụ như là em đang quay một chiếc quần jean hiệu Uniqlo sản xuất tại Nhật, chất liệu co giãn. Đó, quay xa này thì màu nó thật các bác nhá. Vì cái quần này thực sự rất là đẹp luôn, nó độ mới rất là xuất sắc, rất cao. Cho nên là em để cái giá cao nhất của nhà em cũng có thể bán là chỉ có 250 ngàn thôi. Đó. Quay gần này thì nó sẽ thành màu như này đó. Nếu như mà đưa gần hơn nữa thì các bác xem các bác sẽ hiểu nhầm đây là một cái quần màu xám nhá, màu xám đen, nó sẽ hiểu nhầm là như thế. Như thực tế là đây là do quay gần, do cái hiệu ứng ánh sáng từ ba cái đèn nó dọi vào. Cộng với cái hình ảnh do máy điện thoại nó quay cho nên là nó không thật màu đó. Như xa này thì các bác sẽ nói đây là một quần đen đúng không? Nhưng mà quay gần thì các bác sẽ nghĩ nó là một cái quần màu đen xám, à, thậm chí là trông nó có vẻ như quần đấy anh thấy cũ cũ nhưng mà không phải nhá, độ mới rất là cao. Cho nên tại sao em vẫn mong mỏi các bác sẽ cố gắng gửi hình, không cần phải kết bạn nhưng mà có thể gửi hình qua Zalo em check tin nhắn và các bác chụp hình cho em. Thứ nhất là mã thì là đúng mã rồi, và thứ hai là chụp hình cho em để em nhận dạng được cái quần đó là màu đen hay là màu xám, vì các bác sẽ phải nên quan sát kỹ lúc mà em giơ ở đầu xa này thì nó là màu đen các bác nhé, nhưng mà màu xám ví dụ như thế. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu vào chi tiết này. Mã đầu tiên là một cái quần Uniqlo, thương hiệu thời trang hàng đầu Nhật Bản rất nổi tiếng luôn rồi, độ mới rất cao luôn các bạn đó, như các bác đã xem ở góc độ em quay xa thì nó rất là mới luôn, nên là khỏi bàn về con này nhiều nhá, rất độ mới rất cao, giá cực kỳ hợp lý này. Mã chi một này đó, mã chi một đó. Vòng bụng là 83, ống của nó là 15, đùi 50, chiều dài 97 đó, sản xuất tại Nhật, chất liệu co giãn. 250k cho quần này, 250k chuyển khoản đủ giao lưu bao ship các bác và anh em nhé. Bây giờ coi lại phía sau thiết kế phía sau của quần đó, màu đen đó, ok nha các bác, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship các bác. Tiếp đến là một quần jean cũng là chất liệu co giãn các bạn, vải màu xanh đó, xanh blue blue bạc đó. Hiệu Park Sun này, hiệu Park Sun một thương hiệu của người Mỹ. Đây, ở đây có chữ Los Angeles đó, một cái thành phố rất là nổi tiếng ở tiểu bang California các bác nhé. Đây,
Ngoại hình quần. Đây là một thương hiệu của Mỹ, Petsun. Đây là sẽ thiết kế phía sau của quần. À, miếng táp này, miếng táp bằng chất liệu giấy để tên hiệu. Đó, xa màu thật thì rất cực đẹp luôn, nhưng mà gần thì cảm giác như là nó bị cũ bạc không phải, nhá, độ mới rất cao. Đây là những cái quần mà em tuyển lựa ra để bán với cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn rồi. Tem mạc ở trong thì các bác không phải suy nghĩ luôn nhá, nó toàn hàng chính hãng hết rồi. Chứ lấy từ nguồn nhập của em này là nó cực kỳ uy tín rồi, cho nên là nó không có cái chuyện có hàng fake được đâu các bạn, không thể fake được. Người Nhật, người Hàn người ta xài không có fake. Đó, mã của quần này sẽ là chi 28 này. Các bác đọc là gì cũng được nhá, rồi đọc theo kiểu Việt Nam thì đọc gì 28. Mã là vòng bụng là 86, ống là 18 nhé các bác. Đó, vòng bụng 86, ống 18. Đùi là 56, là chiều dài quần là 101 cm, sản xuất tại Việt Nam, chất liệu co giãn nhẹ 170k. Quần này chuyển khoản đủ, giao lưu và ship anh em và mọi người. Ok, em lên một mã tiếp theo là mã có dáng quần slim fit này. Đó, có dáng quần slim fit. Ở đây là một chút dơ nhẹ thôi nhá. Cái này thì rất là đơn giản thôi, cái này chỉ các bác chỉ cần ngâm bột giặt hoặc là đó, bột giặt Omo hoặc là Tide này. Các bác ngâm độ 10 15 phút sau các bác dẫm một lúc, dẫm 1 2 phút sau là quần nó sẽ sạch luôn, kể cả những cái vết bẩn dạng như thế là quá đơn giản luôn, ngâm nó đủ sạch chứ chưa cần nói dẫm. Đó, wash rất đẹp luôn nhá. Đây là wash thì các bác nhé, không phải rách, người ta wash người ta tạo rách như vậy cho nó hợp thời trang, kể cả với những cái bác như mẫu quần như này, kể cả những bác đứng tuổi vừa bụng mặc rất là đẹp luôn, mang rất đẹp. Đây đây cũng phần wash nhưng mà rách các bác nhé, rất là đẹp. Phía sau miếng táp bằng da bê non này, da bê non rất chất luôn, chất sau của quần. Đó, những cái điểm người ta wrap và tạo rách tự nhiên nhá. Đây, như phía đây túi này chứ không phải là người ta xài qua mà nó bị lủng bị rách như vậy các bác nhé. Mã của quần này nó sẽ là chi Z3 này, vòng bụng là 83, ống quần là 16, đó, đùi là 52, chiều dài của quần là 105 cm, sản xuất tại Colombia, xuất Nhật cho các bác, chất liệu co giãn nhẹ 170k cho quần này, quá đẹp luôn, quá là rẻ. Ngày xưa em ở Hà Nội em nói các bác em chơi đồ second hand, đồ jean này đã rất là lâu, phải nói là có thâm niên luôn, nhưng mà từ cách đây cả hơn chục năm, mười mấy năm rồi em học ở Hà Nội mà em đi săn những cái con đồ hiệu còn không được đẹp này đâu. Đó, em đã phải bỏ ra mức giá ngày đấy nó đã rơi vào trên 200.000 rồi. Đó, mà đến bây giờ thì nếu mà so tiền thì bây giờ nó rất là cao luôn các bác, thực sự rất là cao. Đó, ai mà anh em nào hợp nhãn chốt thì 170k nhé, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship của anh, quá rẻ luôn. Khi mà em nhập được về em bán cho mọi người thì giá giao lưu mọi người quá rẻ luôn nhá. Ok, tiếp đến là một cái mẫu quần jean blue phối wrap bạc ở đùi và đầu gối. Cái dáng quần này là quần ống ống suôn nhá mọi người, quần ống suôn phù hợp với những cái bác nào mà thích cái dáng quần như này, có thể mặc đi chơi thì nó rất là rộng rãi thoải mái, hoặc là các bạn trẻ chơi phong cách vintage thì đây là một mẫu quần sẽ rất là hợp thời trang với cả các bạn khi các bạn phối đồ đi học, phối đồ đi học hoặc đi chơi. À, phía sau thiết kế đó, túi trơn không có thêu hoặc may những cái đường chỉ tạo hoa văn như là một số hiệu khác nhé. Đó, tên hiệu của nó này, Classic Core Yêu. Đó, từ 1874, cái thương hiệu này nó ra đời rất là lâu rồi. Đó, đây là nút quần. Khóa thì ok luôn, chứ không có cái nào mà bị có vấn đề gì về khóa luôn. Mã này là Z27 này,
vòng bụng là 86, đó. Ống quần là 28. Cho các bạn trẻ mà chơi phong cách vintage thì có thể sắn gấu lên thì rất là chất luôn, rất rất đẹp luôn, rất là chill. Đùi là 66, chiều dài là 106, sắn gối lên thì sẽ rất là đẹp luôn. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. 190k thì quần này độ mới cực cao luôn, gần như là người ta xài rất ít quần này. Đó. Độ mới cực cao, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship và mọi người nhá. Ok. Một mẫu quần jean dáng ống côn, đó. Wrap và phối rách ở đầu gối. Và xung quanh quần có vài cái vị trí người ta wrap và tạo mài rất đẹp luôn. Đó. Quần này thì đây, trong này là tem và có thông số ở đây. Cũng dơ nhẹ, những cái vết dơ này anh em có thể xử lý sau khi nhận quần rất đẹp. Còn chỗ này không phải vết dơ nhé, chỗ này là người ta wrap và người ta tạo vết chầy ấy, chầy một cách tự nhiên cho hợp với thời trang. Màu cực đẹp luôn, độ mới rất là cao. Quần rất đẹp. Quần này sẽ có mã là G2 này. Mã G2, vòng bụng là 82 đó, ống là 14, đùi là 52 này. Chiều dài quần là 97 đó. Sản xuất tại Bangladesh nha mọi người. Chất liệu co giãn. 190k quần này, độ mới còn rất cao. Giờ thì về chỉ cần xử lý bằng bột giặt ngâm, sau đó là dẫm là sẽ đánh bay những vết bẩn. Cùng lắm là xử lý thêm cái phần bàn chải cọ là sẽ sạch nha mọi người. Ok, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship ạ. Tiếp đến là một chiếc quần jean ống suôn nữa. Chất vải rất là đẹp luôn, chất denim cực đẹp. Đó. Đây. Phía trong của quần. Đó, quần này một thương hiệu nằm trong top 5, đó, hình như là trong top 5 hay top 7 của thế giới nha mọi người. Đây. Các cái tem của nó này. Đây. Hiệu Gap nha mọi người. Hiệu Gap quá nổi tiếng rồi. Cái đây là một cái phiên bản, đây có chữ này. San Francisco, California, USA. Đó. 1969. Phiên bản huyền thoại 1969 của hiệu Gap. Đây. 1969 miếng táp đây. Và có những cái dòng chữ nhỏ nhỏ ở phía dưới. Túi thiết kế túi trơn chất denim thì quá là đẹp luôn rồi. Quần này với các bác mà có thể thích mặc rộng rãi thoải mái cũng được, nếu không các bác có thể thu ống nhé, thu ống cho tầm 19 20 mang mặc thì nó vẫn rất là thoải mái luôn. Mã là G26 này, vòng bụng là 89 nha mọi người, vòng bụng 89, ống là 23, đùi là 64 này, chiều dài là 107 cm. Đó, sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật nha mọi người. 210k cho quần này, 210k, độ mới cực cao, chất denim quá sướng luôn này. Đó. Chất vải túi các bác nhìn chất không? Đó. Những cái quần này á, các bác mà sử dụng thì cực bền luôn rồi. Đến cả chục năm chứ chắc nó hỏng luôn. Em nói em có những cái quần bên dưới bây giờ mười mấy năm rồi, hàng hiệu. Nhưng mà không phải hiệu những cái hiệu nổi tiếng ở đâu, ngày xưa em toàn cũng chỉ toàn mấy cái hiệu không có tên tuổi mấy, tại vì ngày đấy cũng chưa có nhiều kinh nghiệm về hàng hiệu các bạn. Đó, chuyển khoản đủ và giao lưu bao ship mọi người nhá. Ok, lên tiếp một mẫu quần jean rất đẹp luôn này, quá là chất luôn. Nhìn bên ngoài thì đẹp cực kỳ mọi người, nó không có màu tối tối dạng trông như kiểu bây giờ thì trông mọi người sẽ nghĩ là nó bị bẩn như vậy nhá, nhưng mà màu sáng đẹp lắm, rất đẹp luôn, chất vải cực đẹp, độ mới còn rất là cao. Đây mọi người có thể coi gần này, chất denim sướng lắm. Đấy. Các đinh là đồng nguyên chất, màu đồng đỏ nhá. Đó, đồng đỏ phía sau của quần jean. Đó, cũng là túi trơn không có may hoặc là thêu hoa văn gì luôn, thiết kế wrap của hãng quá đẹp.
phía trong của quần, nút quần đây. Đó. Ở ngoài thật màu rất đẹp luôn mọi người ạ. Quay thế này thì cảm giác nó cứ bị tối, mặc dù đã có 3 đến 3 cái đèn rồi, chiếu vô rồi nhưng mà nó vẫn không có xi nhê luôn. Và tem ở đây trong này. Nói chung là rất là chất luôn rồi. Những cái quần như này mà ngày xưa em hồi thời sinh viên mà đi săn chả phải là hiệu lớn đâu. Đã phải mua trên 200 ngàn rồi mới mới mua được các bạn, mới có thể mặc được. Không có thì các anh vui lòng, các anh sinh viên vui lòng đi ra ngoài chợ mà mua hàng đồ zin tàu, có khi còn mặc còn cực kỳ hại sức khỏe luôn, vì hóa chất chất lượng kém mà các bác, chất lượng kém làm sao mà ăn được những cái con hàng xuất sang Nhật, cực kỳ khó tính, có cái dư lượng chất mà không tốt cho cơ thể, cho người sử dụng là người ta ngay lập tức loại bỏ cả một cái hợp đồng hàng luôn các bạn, không phải chỉ một vài cái đó đâu. Đó, nó nghiêm ngặt như thế. Đó, mã là J04 này, bụng là 8517, đùi 52, chiều dài là 95. Đó, sản xuất tại Campuchia, xuất Nhật, chất liệu co giãn nhẹ, 190k quần này, độ mới còn rất đẹp luôn mọi người, cực đẹp. Ơi, quay xa này thật màu hơn này, thật màu nhưng mà nó lại không rõ, quay gần thì nó lại trông như là bị dơ bụi bẩn, nhưng không phải nhá, rất sáng đẹp luôn, cam đoan mọi người. Ok, chuyển khoản đủ giao lưu ba ship mọi người. Lên thêm một quần hiệu Uniqlo, hiệu Uniqlo thôi chị, em trả quảng cáo, Uniqlo quá nổi tiếng rồi, bác nào cũng dành cái hiệu này đó, đọc cái từ này là biết rồi, trả quảng cáo nhiều nhá, cứ nói luôn nó là thương hiệu hàng đầu Nhật Bản này. Uniqlo nút đây, chất bên trong những cái quần này chả cần phải khám nhiều các bạn. Kiểu gì kiểu nó cũng có cái tem đây, lúc nào nó cũng vậy, lúc nào nó cũng có cái tem đặc trưng của cái thương hiệu này luôn, bằng cả ký tự Nhật và ký tự tiếng Anh, ký tự quốc tế phía sau. Đó, cho các bác và mọi người có thể xem được cái dáng dáng túi đó, không cần phải xem nhiều con này, độ mới cực cao. Mã là J25 này, bụng là 85, ống quần ấy là 14 nhé mọi người, ống quần 14, đùi 52 này, dài là 101 cm, nó sản xuất tại Nhật Bản, tại Trung Quốc, chất liệu co giãn. Nó em viết chữ co này có nghĩa là co giãn, viết tắt để dễ hiểu nhé mọi người. 190k cho quần này, quá đẹp luôn, 190k. Các bác đi mua shop khác làm gì có cái giá như này, không thể có cái giá này nhá, giá quá đẹp rồi. Mà lại chuyển khoản đủ thì nhà em giao lưu ba ship các bác để em thu được vốn nhanh, em lại tiếp tục săn về những con hiệu, biết đâu các bác trong tương lai các bác còn săn được những con hiệu đình đám hơn, nhưng mà giá thì rất là rẻ, chỉ có 250k quay đầu được bao ship, quá đẹp chưa? Ok nhá, chốt thì chuyển khoản cho em. Ok, các bác cố gắng chụp hình giúp em, đó, chụp hình để cho nó xem là cái mã nó chính xác và màu chính xác, không có lúc quay xa nhìn nó đen xì luôn, nhưng mà quay gần thì lại thành màu như này. Có thể các bác còn bảo là con đấy màu bạc cũng phải nhá, con này là màu đen xám này, đó, đẹp chưa, màu đen xám đẹp cực luôn. Đây tên hiệu của nó, đây tên hiệu là Grip Denim này, Grips Denim. Phía sau độ mới toàn là con độ mới cao các bạn nhé, toàn độ mới cao. Miếng táp bằng da thật, quá đẹp. Người ta warp warp rách hay không? Rất chất cho anh em trẻ, cực chất cho anh em trẻ. Phía trước này, phía sau này, rồi rách này. Bên này không biết rách không? Ok, rách nữa luôn nhá, rách nữa luôn này. Đây còn có khóa kéo này. Khóa kéo này dài chừng khoảng gần 30 phân. Gần 30 phân. Độ mới cực cao. Mua con này thì khác gì mua mới đâu. Giá nó quá rẻ này. Đó. Mã là J24 này, vòng bụng 81. Đó, ống là 15 cho anh em trẻ. Đùi là 56 này, chiều dài là 102 cm, sản xuất tại Trung Quốc, chất liệu co giãn, xuất qua Nhật Bản nhé. 190k cho quần này, 190k, chuyển khoản đủ giao lưu bao ship anh em. Chơi hàng chợ làm gì, hàng chợ những cái con này á, đụng vào mà không có ít nhất là phải từ trên 300 ngàn, thậm chí là hơn 400,
mới mua, mà làm sao mà chất bằng con này được, chất thế nào được. Đây toàn hàng người ta xuất Nhật của các cái thương hiệu trên thế giới, xuất qua bên Nhật đó, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người nhá. Ok, thêm một quần đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Nhật này, nổi tiếng của Nhật Bản. Bác nào thích ngầu một chút nhá thì cũng có thể sử dụng con này, chứ không nhất thiết là cứ phải anh em trẻ đâu. Màu xanh này gọi là màu xanh lam bác. Màu xanh lam, hay một số bác sống thời bao cấp thì hay còn gọi là màu cái gì nhỉ, giấy màu xanh xanh than đấy. Cái thời bao cấp hay có cái máy gõ, máy tính gõ đấy, thì nó giống cái màu đấy nhá. Rất là đẹp luôn, quá đẹp rồi, đến từ một thương hiệu quá nổi tiếng của Nhật rồi, thương hiệu Uniqlo này. Đây có chữ viết tắt chữ U và chữ Z này, có nghĩa là Uniqlo Chin. Khỏi cần phải quảng cáo nhiều đến cái thương hiệu này làm gì, chắc chắn là trong nó sẽ có những cái tem theo hãng, quần chính hãng, quá là đẹp. Bây giờ coi phía sau xem cái túi và thiết kế của nó có hợp nhãn với mọi người không. Đó, quần này thì phù hợp với nhiều lứa tuổi. Đó, miếng táp như thường lệ, miếng táp sẽ là da bê non rất mềm luôn. Đó, họ sẽ sử dụng da bê non hoặc là da cừu nha mọi người, quá chất cho quần này. Tại sao phải đi mua hàng chợ mặc rẻ tiền nó chẳng thương hiệu gì cả, nó khi còn hại người à. Còn đây là những cái hàng mà người ta đến từ cái thị trường khó tính đó. Em nói thẳng luôn nhá, đồ second hand này không phải mấy cái đồ này các bác nói là của người người chết hay nọ kia, không có nhá. Dịch bệnh bệnh tật là người ta tiêu hủy ngay, không có cái chuyện. Đây là những cái hàng mà trên thế giới bây giờ nó cũng là một mặt hàng mà, từ các nước phát triển cho đến Việt Nam chúng ta rồi rất nhiều, kể cả Nhật Hàn, người ta vẫn có những cửa hàng buôn cái đồ này để tiết kiệm, giúp tiết kiệm. Thời buổi bây giờ kinh tế khó khăn, tại sao phải đi tiêu tốn nhiều vào đồ hiệu mà mình có thể xài lại, vừa tiết kiệm vừa chống lãng phí cho quốc gia đó, cho cộng đồng của mình đó, mà đảm bảo an toàn. Nhưng mọi người đừng có nghĩ là có dịch bệnh thì mọi người không phải lo đâu. Mã là G40, vòng bụng là 82, rộng ống là 19, đùi 52 này, chiều dài là 102 cm đó. Sản xuất tại Nhật Bản, chất liệu co giãn nhẹ, 250k cho quần này, 250k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người. Ok, tiếp đến là một quần co giãn và được warp tạo rách, rất hợp lý đó. Màu xám nha mọi người, đây mới là màu xám nhé. Các bác có để ý khi em nói trên video, màu xám là màu xám, màu đen là màu đen. Và em sẽ quay từ xa đến gần để cho mọi người phân biệt được đâu là cái màu thật của nó khi ở xa, xa mới là màu thật. Đây, hiệu này hiệu Empire này, 1994, no, sorry, 1990, 199, 1999. Đó, rất đẹp luôn mọi người. Thỉnh thoảng phải ôn một tí tiếng Anh các bạn, không có bỏ lâu quá rồi. Bây giờ nhiều từ em còn đụng đến là còn không hiểu, không dịch được. Nhưng ngày xưa là hay học tiếng Anh bồi, chịu khó ôn luyện, dịch được và thậm chí giao tiếp với người nước ngoài mầm. Bây giờ chán lắm cơ, bây giờ càng ngày như kiểu có tuổi rồi, phát âm kém đi so với ngày xưa. À, miếng táp nha mọi người. Đó, quần này sẽ có mã là G23 này, vòng bụng là 8517 này, đùi là 52, chiều dài là 107 cm này. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, chất liệu co giãn, 150k cho quần này, 150k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người. Đó, nút quần đây nhá, khóa thì ok thì không vấn đề đâu, không bàn đến khóa làm gì nữa. Đây, đây có thêm cái khuôn này, cái khuyên. Lên một quần màu bạc nữa cho anh em luôn này. Một quần màu bạc, chất liệu co giãn nhẹ, chất liệu vải denim thì sao, quá tuyệt rồi. Đừng bàn đến chất vải gì. Những cái ông Nhật, ông ấy khó tính như mà, người Nhật và người Hàn, nhất nhất châu Á luôn, quá khó tính. Đến từ thương hiệu gì,
thương hiệu Gu nhá, thương hiệu Gu rất là nổi tiếng luôn, à thương hiệu Gu là cùng một tập đoàn với thương hiệu Uniqlo hàng đầu Nhật Bản đó. Phía sau những cái thương hiệu này thì chả cần phải vạch quần đâu các bạn, không cần vạch bên trong đâu, màu đẹp nhá mọi người, chứ không phải là màu trông như cháo lòng này nhá. Cháo lòng là do ấy thôi, do ánh sáng ấy, dùng ba đèn rồi mà nó vẫn cứ thế đấy, hoặc là có thể là do cái ống kính của em có làm sao đó. Máy này rất là dở. Đó, mã là G5 này, vòng bụng 83, ống 16, đùi 52, chiều dài cũng khá là ngắn 96 này, sản xuất tại Indo, xuất Nhật, chất liệu co giãn 150k, thương hiệu của Nhật nhé các bác, thương hiệu Gu đó. Chuyển khoản đủ giao lưu bao ship các bác mọi người. Ok, thêm một quần jean, phải nói là chất liệu và thương hiệu của nó nằm ở top đầu thế giới luôn này. Top đầu thế giới rồi, một quần jean hiệu Gap nha mọi người. Hiệu Gap này đó, hoặc là đọc là ghép đó, ghép denim. Dáng quần là skinny đó. Phía sau xem nào, xem có. Phía sau thì lại rất là ok, không có warp và tạo rách điểm nào luôn đó. Những quần thương hiệu này thì quá đỉnh rồi. Mã là G22 này, bụng 87 nhá, vòng bụng 87 đó. Anh em cứ loanh quanh 86, 87, 88 mang vừa, vì nó là chất liệu co giãn mà đó. Ống là 16, đùi 56, chiều dài 98, sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật, chất liệu co giãn 250k cho quần hiệu Gap này nhá. Chuyển khoản đủ giao lưu và ship các bác mọi người. Ok, thêm một quần có màu đen xám cho mọi người. Đó, quần này sẽ là màu đen xám này. À, mọi người đấy đã có thể xem thấy rồi. À, người ta warp và tạo một vài cái chỗ rách cho nó hợp với thời đại. Đó, tên của hiệu đây, American Red này, American, sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật này. Cái nguồn này đến từ Nhật, cho nên tất cả các sản phẩm là của thị trường Nhật, dân Nhật người ta xài. Phía sau đó, phía sau nhá mọi người, rất đẹp luôn, màu đen xám, độ mới còn rất cao. Đây, ở đây sẽ có một miếng táp này, đó, miếng táp đây. Quần này sẽ có mã là G21 này, màu đen xám, vòng bụng 87, ống 10, 17 đúng không? Đùi là 54 này, chiều dài là 106 cm, nó sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật, chất liệu co giãn 150k cho quần này, quá rẻ chưa? 150k cho quần thương hiệu American Red. Chuyển khoản đủ giao lưu và ship các bác mọi người. Ok, tiếp đến là một quần màu xanh đen. Màu xanh đen, quần màu xanh đen nha mọi người. Đấy, quay gần thì nó cứ bạc này, càng gần thì càng bạc quá nhé. Ở xa đẹp không, màu đấy, màu này rất nhiều người thích, màu xanh đen quá là chất, từng chi tiết của thương hiệu luôn đó. Đây, đây là tên hiệu nó nhá, hiệu Chelsea này đó. Chelsea thì là tên của một tiểu bang ở Mỹ, người ta có tiểu bang New Jersey, hình như có thêm một cái tiểu bang nào tên là Chelsea nữa phải. Chelsea nhé các bác, chứ không phải là Chelsea nhé, không phải Chelsea câu lạc bộ của Anh đâu, câu lạc bộ vương quốc Anh, Chelsea khác nhé. Đây là người ta sẽ đọc là Chelsea hoặc là Chelsea đó. Đây của hiệu gì mọi người, hiệu Edwin nhá, hiệu Edwin, hiệu Edwin là hiệu hàng đầu đó. Hiệu quần jean hàng đầu Nhật Bản rồi, hiệu Edwin Nhật Bản. Chất liệu của người Nhật Bản, trình độ của họ, chất liệu dệt kim của họ này quá chất luôn à. Sản xuất tại Nhật luôn này, ghê không? Mã này là G6 này mọi người, vòng bụng là 83, ống là 16, đùi 52,
Chiều dài là đúng 100 tròn, nó sản xuất tại Nhật Bản, chất liệu co giãn, sản phẩm thương hiệu của người Nhật, 250k cho một quần độ mới cực cao, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người, ok. Thêm một quần cho anh em trẻ, cho các bạn trẻ. Đó. Nhìn lướt qua là biết là quần này rất là đẹp và độ mới cực cao. Đó. Ở đây sẽ có chữ vintage này, vintage handit, vintage handit. Nút quần khá là to, một ngôi sao cực to này. Đó. Và để cho tương xứng thì các cái đinh ở trên quần, trang trí trên quần, tô điểm làm cho quần đẹp và chắc hơn thì cũng sẽ rất là to luôn nhé mọi người. Đẹp chưa? Phía sau ở miếng táp này, túi phía sau đẹp chưa? Anh em trẻ nhìn thấy quần là chất chưa? Tại sao phải đi mua mấy cái quần hàng chợ làm gì? Chợ làm sao mà chất được những quần này? Đó, toàn quần thương hiệu, chất liệu thì quá là đỉnh rồi. Những con này thì anh em chơi thì không có lẫn luôn, không đụng hàng luôn, quá chất. Giá thì ok chưa? Mua một con hàng chợ bây giờ nó cũng rơi vào khoảng gần 400 ngàn, thậm chí là hơn 500 luôn, mà chả thương hiệu gì luôn. Chỉ nếu mà có thương hiệu cũng chỉ là hàng fake thôi, hàng nhái thôi, làm sao mà ăn được con này. Mua một con đó hàng nhái đó, giá ngoài chợ nó bán 500 ngàn, ở đây mua hai con luôn. Mã là J20 này, và bụng là 8619 này, đùi 58 này, 105 là chiều dài quần. Đó, sản xuất tại Nhật, uy tín chưa? 230k chuyển khoản đủ, giao lưu và ship các bác mọi người luôn. Ok, quá đẹp chưa? Một quần màu xanh nữa này, màu rất đẹp luôn này, độ mới còn cực cao luôn. Đấy, tem trong hiệu của nó này, Advanced Flick này, 360 độ. Ok, tem sản xuất tại Pakistan, một đất nước láng giềng của ông Trung Quốc cũng như của ông Ấn Độ luôn. Quần phía sau thì sao? Phía sau rồi, túi quần màu xanh đen rất đẹp, độ mới còn rất cao, giá thì cực kỳ hạt rẻ thôi. Mã là J70 này, bụng 82, 82 ống 19, đùi là 56 nha mọi người, chiều dài là 106. Đó, sản xuất tại Pakistan, xuất Nhật, chất liệu co giãn nhẹ, 190k cho quần này, độ mới cực cao, 190k chuyển khoản đủ, giao lưu và ship các bác mọi người. Ok, thêm một quần nữa, độ mới còn khá là cao nữa này, đến từ thương hiệu nổi tiếng nha các bác. Đó, đến từ thương hiệu nổi tiếng của Nhật, hiệu gì? Uniqlo Chin. Uniqlo Chin, đủ uy tín chưa? Thôi đừng bàn nhiều về chất denim của nó. Nút quần đây, dập Uniqlo rất nổi bật, vừa bụng anh em cũng đâu có cần phải mang dây lưng đâu. Nếu mà vừa bụng không cần mang dây lưng thì còn khoe mấy cái nút dập hiệu quá là uy tín luôn rồi. Em cứ loanh quanh vòng bụng của con này nó sẽ rơi vào khoảng, rồi anh em cứ loanh quanh 79 81 nó mang vừa, chất liệu co giãn. Mã là J19 này, bụng 80, ống là 15, các bác có tuổi một chút cũng mặc được. Đùi là 52 này, chiều dài là 106, sản xuất tại Nhật Bản, xuất Nhật nhá, chất liệu có giãn, 190k của này được chưa? 190k. Đó. Giá tuyệt vời không? Các bác thích mặc dài không, không về các bác cắt cho nó vừa với chiều dài của mình, và giữ cái ống này nhé các bác giữ cái ống này và nối nó lên trên, ví dụ mình cắt đến tận tận đây chẳng hạn thì mới vừa. Đó. Các bác giữ cái ống này và nối lên trên này. Thợ may bây giờ người ta sửa quần, người ta sửa siêu lắm các bác, nên là không phải cắt mà mất cái ống này đi, giữ, các bác giữ cái ống này xong nối lên trên này, người ta nối khéo lắm, nhìn xa không bao giờ lộ được luôn. Đó, rất đẹp. Nếu không các bác không thích nhưng mặc chan, các bác không thích nên các bác cắt đến đây đó, lại thành quần sọc. Đó, thành quần sọc lại vẫn đẹp, hợp thời trang luôn. Đó, chuyển khoản đủ, giao lưu và ship các bác mọi người nhá, ok chưa? Thêm một quần nữa,
cho anh em trẻ hoặc các bác thích cho nó ngầu ngầu, cho nó ngầu một chút không sao cả, hợp thời trang đấy. Cái này không phải là người sử dụng mà nó thấy đâu bác nhá, người ta warp và tạo độ như thế đấy. Đến từ thương hiệu gì? Thương hiệu American Eagle đó, tức là dịch ra đại bàng Mỹ nhá, một thương hiệu có tiếng của người Mỹ rồi. Phía sau quần thì sao? Rồi, miếng táp đây, miếng táp chất liệu mà các hiệu denim nổi tiếng trên thế giới hay sử dụng. Đấy, túi đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Cho các bác coi phần vải chất liệu bên trong. Đấy, đấy. Đấy, chất denim này, đẹp không? Sướng không? Rất đẹp, chất liệu co giãn. Mã là G9 này. Bụng là 83 nha các bác. Ống là 19. Đùi là 56, chiều dài quần cũng khá là ngắn luôn. Quần này ngắn thế. 97. Sản xuất tại Trung Quốc xuất Nhật, chất liệu co giãn 190k quần, 190k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bạn mọi người. Ok. Một quần màu đen xám này. Đấy, một quần màu đen xám độ mới cực cao. Cái màu quần này nó như thế đấy các bác nhá. Đây, màu chính xác của nó đây, em đứng đây cho các bác. Đấy, chỉ đây là màu chính xác nhá. Nhưng mà đưa lại gần ấy thì các bác sẽ nghĩ là nó bị bạc màu không phải nhá. Độ mới còn rất cao em nói rồi. Đấy, như em cũng phân tích luôn. Riêng các bác và anh em mà cứ thấy cái tầm giá 170k còn được bao ship này nhá thì đừng có nghĩ là cái quần chắc là nó cũ, không phải đâu các bạn, không cũ nhá. Riêng anh em ấy mà đã mua ở cái tầm giá 170k mà bao ship là những cái quần đấy là cực đẹp luôn à. Độ mới rất cao. Mà các bác mua ở chỗ khác không bao giờ có cái giá ấy đâu. Còn những cái quần nào em bán ở cái tầm giá 130 hoặc cả 150 mà bao ship nữa nhá thì em nói thật với các bác đấy là cái tầm giá mà gọi là em thu hồi vốn thôi chứ không có lời đâu. Đó, như quần này thì gọi là lời được vỉ sữa cho con thôi nha các bác nhá. Nhập vào đấy toàn hàng hiệu nổi tiếng như này. Các hiệu trên thế giới luôn. Đấy, cho nên là cái hàng này người ta gọi là hàng nước đầu á. Mà anh em bán giá này thì các đủ biết là giá này là giá giao lưu mọi người thôi chứ em không có bán cao. Đó, hiệu Uniqlo à, hàng đầu Nhật Bản này. Không bán cao. Cho nên là các bác mà đã mua ở những cái quần tầm giá 170 đến 250 là chúc mừng các bác là vì quần đấy độ mới cực cao. Đẹp sướng luôn. Còn cái quần mà từ 130 đến 150 mà lại còn được cả bao ship nữa thì các bác thông cảm là cái giá đấy là giá em gọi là thua vốn thôi nhé các bác, không có lời đấy, mong bác thông cảm. Đấy, quần này mã nó sẽ là như này. G18 này. Vòng bụng 87. Ống 17, đùi là 52, chiều dài là 108 cm này, sản xuất tại Nhật, chất liệu co giãn. Sản xuất tại Nhật cho dân Nhật xài luôn này. 170k chuyển khoản đủ giao lưu bao ship các bác mọi người. Ok. Đây em quên chưa quay phía sau của quần Uniqlo màu đen xám cho mọi người. Đấy nhá, túi phía sau để cho các bác dễ định hình. Không có lại không hiểu là phía sau đấy cái quần này thì chú ấy, trông nó như nào, mọi người không có biết. Đó, nhà em đâu có thời gian đâu mà là đâu. Thậm chí là cố gắng lắm cũng tìm được cho rất là nhiều bác dặn những cái quần. Thế thôi, chứ không có thời gian là luôn. Đây là quần nguyên kiện ra xong là cứ khám rồi lên mã. Đó. Vậy thôi các bạn, chứ không có thời gian là không có là đâu. Nên là các bác về đằng nào các bác cũng sẽ vệ sinh. Em mong các bác thông cảm. Tiếp tục một quần màu xanh. Đẹp không? Hiệu. Hiệu Crick này. Đó. Từ 1974. Chất liệu denim bên trong thì sao? À, chất liệu denim bên trong nha. Đẹp không các bác? Độ mới còn khá là cao. Đó, những cái quần này là cái quần gọi là giá thu hồi vốn, cái giá thu hồi vốn của em mà đấy 150k mà nó còn đẹp này các bác. Thì các bác bảo những cái quần từ 170 đến 250 thì nó đẹp cỡ như nào. Thì đây nói là để không phải quảng cáo đâu nhưng mà để cho các bác yên tâm luôn. Là hàng em không phải em bán đồ vớ vẩn đâu. Toàn hàng ngon, tuyển đẹp, những cái quần nước đầu thì giá nó độ mới cực cao lên 9 gần 100%. 97, 98, 95% đến 99%. Thậm chí có cái còn chưa qua sử dụng luôn. Đó. Mà bán cao nhất là giá 250, các bác đủ biết nó như nào. Mã này. Mã G8.
Bụng là 83 nha mọi người. Ống 16, đùi là 51 này. Chiều dài quần là 105 cm này. Chất liệu co giãn. Đó. 150k cho quần này. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship luôn, giá thu hồi vốn nha em nhá. Ok. Em lên một quần màu bạc này. Đó, một quần màu bạc. Nói chung là dơ quần này nó sẽ không được đẹp lắm. Sắp tới là em sẽ cố gắng kiếm ở đâu đó cái phần của con manơ canh, chỉ cần phần thân dưới thôi để có thể nếu chụp hình cho các bác thì cho xỏ vào manơ canh thì nó sẽ rất là đẹp luôn để các bác định hình được. Đó. Tên hiệu nó là RNA hoặc đọc theo kiểu Anh như là ONA. Đó, phía trong này có các cái nút bằng nhựa nha mọi người. Đấy. Đương nhiên là mấy cái nút này chỉ mang tính trang trí thôi chứ còn chả giải quyết gì cả. Trong này còn rất là nhiều nút và đinh tán. Đó. Nút chính của nó đây. Dập logo thương hiệu đây. Có chữ RNA hoặc là đọc là ONA. Đó. Bên này cũng vậy, chẳng thiếu một cái nút nào luôn mọi người. Đó. Mang tính trang trí thôi. Nhưng mà phải nói là rất là cầu kỳ đó mọi người. Mà giá mọi người đấy, thấy không? Một cái quần như thế mà nó là thương hiệu nổi tiếng thì các bác thử tưởng tượng mua mới nó sẽ là như nào. Rồi, miếng táp này. Da dày cộp luôn, ghê không? Da bê non dày cộp. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, 170k. Cái giá này thì em gọi là kiếm vỉ sữa nha. Còn giá 150 với cả 130 nữa cơ. Mà nó còn đẹp ấy, thì em gọi là giá thu hồi vốn thôi. Như vậy là mọi người biết là em rất là mê quần jean rồi. Mê cho em mới nói rồi. Mê gì em lấy cái đồ đó về bán để giúp cho mọi người mua không có bị mắc tiền, không bị mất nhiều tiền. Phải đi mua ở đâu đó cái quần rồi ôi. Vài trăm ngàn. Em bán trăm mấy cũng có một quần đẹp luôn rồi. Uy tín luôn rồi nhé. Càng nhiều bác giao lưu thì em càng có nhiều thiện cảm thì mọi người quý nhau, các bác lên đây chơi. Ok. Em giàu nghèo gì đâu, một bữa ăn tình cảm anh em không vấn đề gì đối với em. Quá bình thường, giao lưu vui là chính. Đó. Mã là J10 này. Vòng bụng là 82 20. Đó. Vòng bụng 82, ống 20. Đùi 55, chiều dài là 105 cm nhá. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật 170k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người ok. Rồi, một quần rất là chất cho anh em này. Rất là chất cho anh em trẻ à, nhìn xuống không? Thích chưa? Ôi dồi ôi, quá đẹp luôn nhá. Đẹp không? Cực chất chưa? Đấy. Quần này đến từ một thương hiệu nội địa của Nhật này. Sản xuất tại Nhật luôn. Đấy, đủ thấy chất chưa? Rồi. Cầm chắc tay con. Rồi. Khóa kéo. Túi cực sâu luôn nhá. Túi rất sâu luôn. Đấy. Túi này. Túi luôn nhá. Đây, túi hộp này. Thiết kế túi hộp dưới. Đẹp không? Quần này người ta cũng có qua sử dụng nhưng mà độ mới còn cực cao luôn. Rồi, những cái túi bên này khỏi cần khám nữa nhá. Anh em về các tự khám phá thì thấy là rồi ôi ở cái tầm giá này mua cái quần này quá rẻ luôn rồi. Không phải bàn. Cho anh em chơi xe phân khối lớn Exciter đi Exciter đi những con này không phải nghĩ luôn rồi. À, túi quần phía sau rồi. À, khóe đấy, khóe túi đẹp chưa đấy, cúc bấm à, táp đây, tiếng táp, tên thương hiệu đây, Nico Club này, For Men đó. Đó tên hiệu nhá. Đây, đây từ cái phép mưa tuyết nó đẹp này đó, rất là chất luôn. Anh em có thể chơi từ giờ đến Tết Nguyên Đán hoặc qua Tết mà nó vẫn còn ngon, lại tiếp tục xài, quần quá đẹp luôn. Mã J11 này. Đó vòng bụng là 82 mọi người, 81 82 83 mang vừa. Ống 19 này, đùi là 54. Chiều dài quần cũng khá là ngắn luôn, 98. Đó, sản xuất tại Nhật Bản, chất liệu lại co giãn nữa. Đó, chất liệu co giãn nhá. 230k cho quần này. Quá đẹp chưa?
chứng khoán đủ, giao lưu vào ship anh em mọi người luôn, đảm bảo ai không nhanh không kịp vô con này luôn. Ok đó, đồ zin nhà em là vậy đấy, không có là lừa tôi các bác nhá. Nếu mà là thì không có mấy cái vết trông như thế kia đâu, không là đâu, còn làm gì có thời gian, suốt ngày hai vợ chồng đi làm đó, chất đờ nim màu blue bạc đó. Đó, khóa với nút này. À, hiệu của nó là hiệu Lucky Brand này, đó, Lucky. À, những cái điều cực kỳ may mắn. Sự may mắn. Đó, tên hiệu Los Angeles, California. Đó, thương hiệu Mỹ nha mọi người. Thương hiệu này ra đời từ năm 90, từ thập niên 90. Phía sau của quần thì sao? Đó, miếng táp. Miếng táp bằng da B. Đó, túi sau, túi hậu. Rất là chất luôn. Đây, ở đây ghi các cái chỉ số, nhưng mà chúng ta đã quần đã sử dụng, chúng ta cũng không có tin vào cái size nhá. Cứ tin vào cái vòng bụng này. Đó. Mã là J17. Vòng bụng là 86 này, ống 18, đùi 57, chiều dài quần là 105 cm, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. Chất liệu co giãn nhẹ 150k cho quần này, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người. Liên tiếp một quần cho anh em trẻ. À, một quần cho anh em trẻ. Ống quần là dạng ống đứng nhá. Đó. Đây. Đó. Chất denim quần này và màu phối của nó thì quá đẹp luôn à. Quần này quá đẹp nha mọi người. Cực đẹp. À. Xem chất vải sướng không, chất như này mà. Đó, dùng nút cài nhé mọi người, nút cài và khi cần mở thì mình giật. Đó, xem kỹ nào, chất denim sướng chưa, chất như thế này cơ mà, cực đẹp luôn quần này. Đó, rồi. Nút của nó à. Nhìn đã thấy sướng luôn à, sướng mắt. Rồi. Miếng táp phía sau này hiệu gì đây, hiệu boy khó đọc à, hiệu boycott à, boycott đúng không ạ mọi người ạ, boycott đây này, hiệu boycott nhá. Miếng da là da cừu, miếng táp là da cừu may. Đấy, nói rồi, rất chất luôn quần này. Rồi, đặc biệt này, thiết kế này, thêm một cái túi phụ đây. Nói chung là có nhiều cái quần mọi người mà nhận được hàng, mọi người sẽ không tin được là với cái giá như thế mà nhà em bán hàng second hand mà cái giá nó rẻ như thế mà quần nó đẹp, vì ở trong ấy, mọi khi mọi người mở ra, mọi người khám phá, tự khám phá mới biết được. Nó nhiều cái chi tiết bất ngờ bởi thiết kế của những cái hãng. Đó, thứ đinh này, người ta dập chìm tên hiệu các thứ luôn, cực đẹp ở các cái đinh đó, quá rẻ chứ. Mã quần là J12 này, vòng bụng là 81, ống là 21 đó, đùi 55, chiều dài quần là 103 cm, sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật. 170k cho quần này. À, 170k cho quần này, quá nhiều không, dáng đẹp phê chưa. Đó, dáng quần rất đẹp, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bạn mọi người nhé. Đó, mã J12, thấy chưa, mã J12. Em lên một quần màu bạc này. Đó, một quần màu bạc, quần này cũng gần như là quần ống đứng, có vẻ như kiểu là dáng quần skinny slim fit. Đó, đưa gần thì cứ như kiểu màu cháo đỏ không phải đâu nhá, xa này mới thật màu này, xa thì nó rất là màu, nó sáng đẹp luôn. Hiệu gì đây, hiệu American Eagle, có nghĩa là đại bàng Mỹ nha mọi người, dịch nghĩa. À, chất đồi niêm trong mọi người xem đẹp không, chất liệu co giãn đây, miếng táp phía sau
quần thương hiệu của Mỹ, màu bạc, xanh bạc rất đẹp luôn, chất vải thì cực kỳ là lì mịn đẹp. Không ai mà nói là mọi người học dùng cái quần này, mặc cái quần này, mang quần này mà nói là hàng vớ vẩn nhá, đẳng cấp luôn này. Mã là G15, bụng là 81 đó, ống là 16, đùi là 56, chiều dài quần là 107 cm này. Sản xuất tại Bangladesh, xuất Nhật, chất liệu co giãn 150k cho quần này, 150k. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bạn người, ok chưa? Một quần có chiều dài rất là ngắn cho anh em trẻ này, kể cả những bác nào mà thích trông hợp thời trang và trông nó ngầu một chút thì cũng nên lựa chọn quần này, không nên bỏ qua quần này nhá. Đó. À, đây tên hiệu của quần Abercrombie này, đó. And fit, chất denim, sướng chưa? Nhìn đã thấy sướng luôn à? Nút đây, nút quần màu bạc chắc thép không gỉ, đó, thép không gỉ nhé. Hoặc có thể người ta sử dụng chất inox. Cũng thỉnh thoảng thì cũng sẽ gặp cái chất liệu titan, hay gọi là titanium. Coi thiết kế túi và phía sau, phía sau thì người ta cũng tạo rách ở gấu quần đây, tạo rách ở ống quần, gấu quần, túi này, đó, dáng túi đẹp nhá mọi người. Đây, miếng táp có tên hiệu này. Mã quần này là G14 này, bụng là 80, ống 15, đó. Đùi 54, chiều dài quần rất là ngắn 89 cm đó. Sản xuất tại nước Nam Mỹ, Guatemala, xuất Nhật, chất liệu co giãn 230k quần này, độ mới cực cao và cực kỳ thời trang. Chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship các bác mọi người. Một quần màu tro sáng đó. Hoặc là màu xám sáng cũng được, cần màu cho xám hoặc màu sáng xám, xám sáng cho các bác nào. À, tên thương hiệu nó đây, thương hiệu này là có chữ LR, không biết hiểu là chữ này chữ R hay chữ N, cũng có thể là chữ N các bác. Còn đây là chữ G đó, đấy tên hiệu nó nhé. Rồi đó, đây cái phần miếng táp này là chất liệu da thật này, qua sử dụng thì nó vậy. Cái quần này cũng là cái giá thu hồi vốn nhà em thôi nha các bác nhé, đó, chứ không có lời lãi đâu, giá thu hồi vốn thôi. Giao lưu với nhiều bác, nhiều anh em thấy rất là vui, sao mà cứ thu hồi vốn rồi lại lấy lô mới về khui hiệu ra lại bán cho anh em, lại giao lưu anh em mà mọi người mua mọi người cũng vui. Xong rồi em cũng có thêm nhiều bạn bè các bác quý mến, em cũng vui chứ. Đấy là chỉ cần có thế đó các bác, thế là vui rồi. Đó, mã quần này là G13 này, vòng bụng 89, ống 22, đó. Đùi là 61 này, chiều dài quần là 106 cm này. Sản xuất tại Trung Quốc, xuất Nhật, đó, 150k, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship anh em mọi người. Anh em có thể mặc đi chơi được, tùy đi làm đều được nhé. Giá có bao nhiêu đâu, rồi rồi đó, chuyển khoản đủ, giao lưu bao ship anh em luôn, sợ gì đâu. Lên thêm một quần nữa rất là chất đây. Rất là chất mà cực kỳ là mang bản sắc văn hóa của người Anh điêng vùng Nam Mỹ, đặc biệt ở cái đất nước Peru nhá. Đó, lãnh thổ của người Inca xưa, của cái đế chế Inca hùng mạnh hàng đầu châu Mỹ, đặc biệt là vùng Nam Mỹ. Đó, quần này có tên hiệu là Titicaca này, đó, biểu tượng của những cây xương rồng trên sa mạc ở độ cao hồ Titicaca, cao trên 3.000 m so mặt nước biển. Đó, trên cao nguyên Nam Mỹ gần dãy núi Andes huyền thoại, rất là nổi tiếng, nóc nhà của châu Mỹ, hoa văn mang phong cách của thổ dân Nam Mỹ, người Inca, người da đỏ, thổ dân da đỏ, Red Indian.
Đó. Thiết kế túi quần đẹp rồi, wrap tạo rách nhá, không phải là do sử dụng mà rách rồi. Miếng táp mang tên hiệu rồi, TTKK nhá, đó rất đẹp luôn. Cho bác nào yêu nghệ thuật thì mẫu quần này thì đáng để các bác sử dụng. Đi chơi họp hội văn học nghệ thuật thì quá là chất luôn rồi, quá chất luôn các bạn. Các bác làm ở các cái đoàn nghệ thuật tỉnh thành phố mang quả quần này đi, có ai chê được các bác đâu, không thể chê được luôn. Xin lỗi, những quả quần như này mà mua mới thì cái công đoạn sản xuất nó cao và cầu kỳ, hoa văn như thế này thì không hề rẻ chút nào. Đó. Đặc biệt là cái quần này là một cái tác phẩm luôn, thực sự là một tác phẩm, và cũng là một cái câu chuyện, một cái đề tài, có một cái câu chuyện, một cái huyền thoại luôn. Để mà các bác lấy những cái dẫn chứng từ những cái thông số em chia sẻ sau khi quảng cáo quần này thì các bác cũng có thể hiểu được một chút ít về văn hóa người bản địa Nam Mỹ luôn rồi. Đó. Chẳng qua không nói nhiều các bác. Chứ để mà phân tích cái quần này vào cái đầu của em ấy, mà phân tích thì cái quần này em nói cả buổi không bao giờ hết được đâu. Những cái chuyện liên quan đến đời sống như văn hóa của người Inca ở Nam Mỹ thì em cũng biết khá khá nhiều các bác nhá. Đó. Mã là J16 này. Bụng là 87 đấy. Ống 20, đùi 61. Chiều dài quần là 95 nhá mọi người. Đó, 210k chuyển khoản đủ. Giao lưu và ship các bác mọi người. Ở video của em tạm thời kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác và mọi người ở những cái clip tiếp theo của nhà em nhé. Thân ái chào tạm biệt các bác và mọi người.